Đơn thời gian qua, công ty điện lực Tuyên Quang đã hứa hẹn với khách tại bài viết về tài trung chất lượng dịch vụ khá tàng thân anh hài lòng của bài cần khách hàng sau đơn tăng tiền bản tính. Giải cấp bài viết ao tiền thứ an toàn tiền truyền, công ty điện lực Tuyên Quang đã hứa hẹn chuyển đổi số qua thiết bị di động thông minh kết nối Internet tới khách hàng dùng bài dịch vụ và đẩy webcam bán mắc cam liên quan trong ngành điện. Vừa cón đường và lăng chiêng bên chợ dung tiền với khẩu hích kín của bài biên hỏng màu lai do mệnh kỳ hóa đơn trần tiền bươn thong tài khuấn công ty đã lên cháo bác cầm thân bài cần khách hàng bài biên hỏng dân phố cùng hành đèo lê dung tiền cùng chắc đầy rõ và đứng tuần khói cùng với khẩu hết tây bài viết tiết kiệm điện cắp cầm cuối ao cần khách hàng hết ti trung tâm công ty bơ hơ cùng mì bài viết hết chân tây tắp ính bên chợ mượt điện đường với kiên buôn khai của bài biên nọng và biểu khẩu hết bài viết chính trị văn hóa đề hội biểu khẩu hết cho đơn tăng địa bàn tại trung chất đường dịch vụ xuân đen ao công nghệ số khẩu hết đơn bài viết hứa bớt bên chân tà óc tài mưa bài viết đầy đò và có vấn biểu khẩu hết đèo bài chỉ tiêu việc tật óc khả tàng thân ao lại ăn mỹ ít khớ cần khách hàng để lại đơn bài viết quảng cái vì bài viết bèn đi tặng tiền đây bài viết thường gì biểu khẩu hết cho nửa tặng tiền bấu cắt điện dây hứa cần khách hàng để lại lấy bài doanh nghiệp với khẩu hích kín online ăn mỹ ít thở cần khách hàng hơn để lại từng thời đại thi trăm linh biệt hồng dự định tổng tí tại với con semi lai bài viết khỏ đơn bài viết ao hợp điện vì bên công ty điện lực Tuyên Quang và bài đơn vị trực thuộc đã bài lên cháo và gần khách hàng dùng tiền an toàn tiết kiệm và chân đầy.